Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình cùng chơi Mario Party 9 nha. Ok, bắt đầu thôi nào. Mình nhớ là có cái trò mà mình hay chơi. Đâu nhỉ? Kệ đi. Sẽ bắt đầu bằng trò nhảy băng. Ok, bắt đầu nào. Ui, quên. Có lẽ. Có lẽ, có lẽ. Ôi! À! À! Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Yeah! Còn một mình thắng. Ok. Xui thật các bạn ạ. Nào, bắt đầu game khác nào. Đây đi. Tranh chỗ trốn với chúng nó. Hay lắm, nhỏ đi. Ok. Mày chết. Tranh. Tranh top với thằng này. Mà cha. Mà cha thằng Mario. Ai trời ơi. À, không sao. Chọn game khác vậy. Nhổ khoai trồng sắn đi. Mình là bét trò này rồi. Chấp luôn. Yeah. Thì lục mới rồi. Sáu mai củ khoai. Ok, bắt đầu game khác nào. Bắn đại bác đi. Ballistic B. Ballistic. Ok. Boom. Start. Yeah. Nát rồi. Game này có vẻ dễ. Chọn game khác để thưởng thức nào. Đây đi. Chỉ tìm kho báu. Ghi nhớ nhá, cùng ghi nhớ nhá. Chết mày. Vòng 2.
hai con này. Dạ. Yeah. Chỉ cần tranh với chúng nó là được rồi. Ok, vòng cuối. Yeah. Yeah, nhát rồi. Perfect luôn. Finish. Nhìn khác nào. Đây đi. Đập nấm. Start. Ê, 8. 8 cái nấm đầu tiên rồi. Bắn lên. Mười lăm rồi. Ôi trời rồi. Waluigi. Wario đang đuổi kịp. Ok. Một mình ăn 4 cái luôn. 24 rồi. Nhất luôn. Bắt đầu game khác nha. Hái hoa đi. Bắt bướm hái hoa. Ôi dồi ôi, nó 2-3 sao? Nhanh thế. Ok, mình top 2. Game này không may mắn ra lắm. Câu cá đây. Ok. May mắn đấy. Rồi, lên mình. Cần này đi. Hy vọng không phải là hay lắm. Được đấy. Chết đi. Chưa ai chết. Có vẻ trận này căng đấy. Một người. Gần mình rồi. Sao không? Làm ơn. Cá đi. Hài lắm. Ôi dồi ôi. Kèo này có phải căng đấy. Ui.
Xem nào. Nên hai con đều là cá chết rồi, biết ngay mà. Ok, mình xin dừng game tại đây. Nếu bạn thấy hay để lại like, subscribe ủng hộ kênh mình nhá.